Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 có nội dung chính sau đây. Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Valentine đen ngày 14 tháng 4. Valentine đen ngày 14 tháng 4 năm nay rơi vào thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2022. Ngày Valentine đen mang một thông điệp truyền tải ý nghĩa sâu sắc. Sau ngày Valentine hay được gọi là ngày lễ tình nhân được xem như là một dịp lễ liên quan và thiêng liêng bắt nguồn từ phương Tây, và hiện nay thì dịp lễ này đang dần phổ biến toàn cầu. Trên thế giới thì Valentine không chỉ là kỷ niệm trong một ngày mà có đến tận 3 ngày lễ trong năm, bao gồm Valentine đỏ ngày 14 tháng 2, trắng 14 tháng 3 và đen có nguồn gốc từ Hàn Quốc ngày 14 tháng 4. Ngày Valentine đen là ngày để những người độc thân có thể chia sẻ tâm sự và có những phút giây thoải mái, thư giãn, hạnh phúc dành cho nhau. Vào ngày lễ này thì họ sẽ quên hết cô đơn và được thoải mái vui chơi, giải trí, làm những điều mà mình yêu thích. Vào ngày 14 tháng 4 hàng năm thì những người cô đơn sẽ gặp nhau, họ sẽ mặc trang phục màu đen thể hiện rõ tinh thần ngày Valentine đen. Họ vừa thưởng thức món ăn truyền thống là mì tương đen, vừa kể nhau nghe câu chuyện cuộc sống tình cảm của bản thân. Valentine đen tuy chưa được phổ biến như những ngày khác như Valentine đỏ, nhưng lại được đông đảo các bạn trẻ châu Á đón nhận và hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó có cả Việt Nam. Valentine đen mang ý nghĩa hết sức là đặc biệt, đó chính là nhắc nhở chính mình nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, không nên bỏ bê mà hãy yêu thương bản thân mình, luôn không ngừng tìm kiếm những cơ hội tình yêu, thử thách, trải nghiệm ở ngoài cuộc sống kia. Tại các nước châu Á thì ngày Valentine đen là dịp để hội bạn cùng nhau tụ họp, ăn uống, vui chơi, dạo phố, thư giãn v.v. để khẳng định rằng độc thân không xấu, độc thân vẫn vui vẻ và hạnh phúc và yêu đời. Và đó là ngày thông tin ngày 14 tháng 4. Và nếu anh em có câu hỏi gì về ngày Valentine thì hãy để comment ở dưới video. Tạm biệt anh em, nhớ đăng ký vào chuông.